Xin chào mọi người đã đến với kênh Ăn Dặm Mè Cam. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm món xúc xích tôm thịt dành cho bé nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một miếng thịt thăn heo khoảng tầm 100g. Mình sẽ cắt ra để đem đi xay nhé. Và trước khi xay thì mình sẽ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh trong vòng khoảng 30 phút. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây hai con tôm to. Lượng tôm cho ít hay nhiều là tùy vào ý thích của mẹ. Và mẹ lưu ý là nếu mà bé mới ăn tôm lần đầu thì mẹ chỉ cho một chút thôi để thử xem là bé có bị dị ứng không đã nhé. Mình sẽ cho thêm vào đây một tép tỏi băm cho thơm. Nếu mà bé trên 1 tuổi rồi thì mẹ có thể thêm muối vào, còn bé dưới 1 tuổi thì không cần nêm gia vị nhá. Về phần xay thì mình dùng cái cối xay thịt trong cái bộ 3 cối của máy xay đa năng Sunhouse. Xay lần thứ nhất xong nó đã khá là mịn như thế này rồi. Và mình sẽ cho vào đây thêm một chút xíu nước nữa và mình đem đi xay lần thứ hai. Mình làm tương tự như giò sống ấy. Và khi mà xay xong thì nó rất là mềm, mịn như thế này. Bởi vì là mình sử dụng cho bé còn dưới 1 tuổi, răng còn khá là ít cho nên là cần phải mềm như thế để cho bé dễ nhai. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần hỗn hợp thịt này ra một cái tô để mình tiếp tục trộn tiếp. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê bột năng hữu cơ. Mình sử dụng loại bột năng hữu cơ dành cho em bé. Và nếu mà bạn nào có thì có thể cho thêm một muỗng cà phê bột nở hữu cơ. Cái này thì sẽ giúp cho xúc xích của mình trở nên xốp và mềm hơn. Nếu mà bé đã trên 1 tuổi rồi thì mẹ có thể cho thêm một lòng trắng trứng vào. Cái này thì cũng sẽ giúp xúc xích của mình được nở hơn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái khuôn silicone để chuyên làm xúc xích cho bé. Mình sẽ phết vào đây một lớp dầu để cho phần thịt không bị dính vào khuôn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái túi đựng thực phẩm thông thường. Mình nhồi phần thịt vào trong đây, sau đấy thì lấy cái kéo cắt ở phần góc đi. Vậy là mình đã có một cái túi như cái túi bắt kem rồi. Bây giờ thì mình sẽ nặn phần xúc xích vào trong khuôn. Mọi người lưu ý là mình sẽ nặn đầy một tí, bởi vì là lát nữa thì khi mà hấp lên thì nó sẽ bị co lại. Cái này thì mình nặn đầu tiên nó hơi ít cho nên sau đấy thì mình đã phải nặn thêm một lớp thứ hai cho nó đầy lên. Với lượng nguyên liệu như mình đã chuẩn bị thì mình sẽ làm được 4 chiếc xúc xích. Sau khi nặn xong thì mình sẽ đẩy cái nắp khuôn này lại và đem xúc xích đi hấp. Thời gian hấp thì sẽ là khoảng tầm 20 phút đối với lửa vừa. Sau 20 phút thì xúc xích đã chín rồi, mình sẽ lấy ra và để nguội, sau đấy thì có thể cắt cho bé ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ cắt thử cho mọi người xem ở bên trong của nó nhé. Đầu tiên thì mình cảm nhận là xúc xích mềm và dễ cắt nhưng mà vẫn không bị bở. Đối với công thức như trên thì sẽ cho thành phẩm xúc xích khá là mềm và bé rất là dễ nhai, kể cả là bé đang còn ít răng. Vậy là mình đã hoàn thành xong món xúc xích tôm thịt rất là thơm ngon cho bé rồi. Tuy là thành phẩm nó không được mịn như là mình đi mua ở bên ngoài và nhìn thì cũng không được đẹp mắt bằng, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Mọi người hãy thử làm cho bé ăn nhé. Bé Cam nhà mình thì hiện nay đã được 11 tháng và có 8 răng, cho nên là ăn xúc xích này thì rất là dễ dàng. Mời cả nhà ăn cùng với con nhé. Đến đây thì mẹ Cam và bé Cam xin được cảm ơn mọi người vì đã xem hết video. Mọi người hãy nhấn vào nút theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều món mới cho bé nhé. Hoặc là có thể vào trang TikTok của mình tên là mẹ Cam. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.